Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc gây lây lan virus và phá sản. Dự án bá chủ của Trung Quốc sáng kiến vành đai và con đường, còn được gọi là một vành đai, một con đường, đôi khi được nhắc tới là con đường tơ lụa mới, bao phủ 3 lục địa Á, Âu, Phi và 2/3 dân số địa cầu đã bị virus corona chủng mới tấn công và làm tổn thương nghiêm trọng. Tác động thứ nhất liên quan đến tiến độ các công trình trong dự án, các dự án của vành đai và con đường phải được giao cho các nhà thầu, công nhân và nhà cung cấp Trung Quốc thay vì đấu thầu cạnh tranh, và điều này dường như đã khó thực hiện khi virus corona chủng mới đã lây lan ra toàn cầu và dẫn đến tình trạng đóng băng. Đây là hình ảnh một bản đồ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Ngay từ tháng 2 năm 2020, sau Tết Nguyên đán, hàng loạt dự án trong khuôn khổ vành đai con đường đã bị tạm ngừng hoặc giãn tiến độ do Trung Quốc phong tỏa đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán ở trong nước. Các biện pháp cách ly đang khiến người dân Trung Quốc không thể ra nước ngoài để xây dựng công trình. Thậm chí các quốc gia cũng lo sợ người lao động Trung Quốc sẽ làm lây lan tiếp tục virus corona đến các địa điểm mới của họ. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã phần nào gây ra tâm lý bài Trung Quốc tại các quốc gia có công trình xây dựng. Trước khi dịch xảy ra, các công nhân Trung Quốc vốn đã bị xem là những người lấy cắp công việc của cư dân địa phương và đã mang tiếng xấu khắp nơi trên thế giới. Công nhân Trung Quốc nếu đến được nước sở tại, ví dụ như Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, cũng đã bị cách ly 14 ngày và đã làm chậm tiến độ các dự án. Tình hình không được cải thiện trong thời gian sắp tới, vì cho dù Trung Quốc đã chiến thắng bệnh dịch như họ đã nói, nhưng đến lượt cả thế giới đang chống chọi lại với virus corona đang lan rộng và gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người và hàng triệu người bị nhiễm bệnh, và con số này tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ. Và kể từ khi virus bùng phát, một loạt các dự án của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt tại Indonesia là nước đang đầu tư rất lớn của Trung Quốc vào đây. Đây là hình ảnh đường hầm thuộc dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Indonesia vào hồi tháng 5 năm 2019. Vào hôm 21 tháng 2, ông Luhut, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư tại Indonesia, thừa nhận dự án đường sắt cao tốc trị giá tới 6 tỷ đô la giúp kết nối giữa thủ đô Jakarta và Bandung, trung tâm dệt may của Indonesia, cách đó khoảng 140 km. Dự án đầu tàu của sáng kiến vành đai và con đường có khả năng sẽ bị trì hoãn khi hơn 300 người lao động bị mắc kẹt ở Trung Quốc. Tập đoàn đường sắt quốc tế Trung Quốc, công ty chịu trách nhiệm tiến hành dự án, đã thành lập một nhóm công tác nhằm giám sát sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán, đồng thời kêu gọi tất cả nhân viên Trung Quốc về nhà đón Tết Nguyên đán, không trở lại Indonesia. Một giám đốc cấp cao giấu tên của công ty cho biết như vậy. Nguồn tin nói thêm rằng hơn 100 nhân viên Trung Quốc, chủ yếu là công nhân lành nghề và quản lý, chưa thể quay lại Indonesia làm việc tiếp tục ở dự án này. Thông tin cho biết, chúng tôi phải tập trung vào những phần việc ít quan trọng hơn của dự án đường sắt này, tới khi một số nhân lực chủ chốt quay lại. Và chúng tôi đang có một khởi đầu vô cùng tồi tệ vào năm 2020. Dự án vốn đình trệ bởi sự chậm trễ và những tranh cãi giờ đây đối mặt với thách thức lớn hơn vì dịch bệnh. Dự án của một số công ty Trung Quốc khác tại Indonesia như Shinshan Holding Group, Shailang cũng bị gián đoạn do Indonesia hồi đầu tháng 2 đã quyết định ngừng các chuyến bay từ Trung Quốc, đồng thời từ chối nhập cảnh những người từng ở Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày qua. Và tình trạng cũng không khá khẩm hơn với các dự án tại các quốc gia khác, như dự án đường sắt ở Malaysia, dự án xây dựng ở Sri Lanka và kế hoạch mở rộng doanh nghiệp ở Pakistan hay các công trình hạ tầng thiết yếu tại Bangladesh. Đây là hình ảnh dự án cầu qua sông ở Panma ở Bangladesh trị giá tới hơn 1,1 tỷ đô la. Ở Malaysia, hàng chục trong số 200 người lao động Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt bờ đông trị giá 10,4 tỷ đô la đến từ Vũ Hán, tâm chấn vùng dịch bệnh đầu tiên, đã không được phép trở lại Malaysia, trong khi những người lao động khác có thể trở lại về sau 14 ngày cách ly. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác, nước khác. Công trình hạ tầng thiết yếu tại Bangladesh và Pakistan bao gồm hệ thống cầu qua sông Panma trị giá hơn 1,1 tỷ đô la tại Bangladesh và dự án vành đai kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá tới 62 tỷ đô la, đang bị đình trệ do thiếu nhân công Trung Quốc. Văn phòng của các
quản lý cấp cao người Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Sihanouk ở Campuchia cũng trống vắng. Khu này được cho là dự án mang tính chất bước ngoặt trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, bao gồm hơn 160 doanh nghiệp và khoảng 20.000 công nhân. Tác động thứ hai liên quan đến dự án, trong giai đoạn sản xuất và dây chuyền cung ứng công nghệ đã bị đình trệ. Các dự án về vành đai và con đường có xu hướng lấy nguồn thiết bị và máy móc từ các nhà sản xuất ở Trung Quốc, trong khi sản xuất tại Trung Quốc bị đình trệ do những quy định nghiêm ngặt của chính quyền nhằm ngăn chặn dịch bệnh, khiến chuỗi cung ứng bị tác động nặng nề. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng đã tác động tiêu cực đến các tiến độ dự án. Đây là hình ảnh công nhân Campuchia ngồi ăn trưa bên ngoài một nhà máy của Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Trung Quốc quản lý ở thành phố Sihanouk, Campuchia. Các công ty nội địa của Trung Quốc cung cấp các dự án nước ngoài đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực do các chính sách cách ly phong tỏa trong nước. Hầu hết công nhân trong các nhà máy do Trung Quốc điều hành tại đặc khu kinh tế Sihanouk là người Campuchia, nhưng thách thức đối với việc duy trì hoạt động vẫn nghiêm trọng bởi họ phụ thuộc vào nguồn cung ứng vật tư từ Trung Quốc. Trong một thời gian kéo dài nhiều tuần lễ, nhiều nhà máy ở Trung Quốc đã phải đóng cửa, những nhà máy đang hoạt động cũng không thể đạt được công suất tối đa. Điều này khiến thời gian hoàn thành dự án bị kéo dài và đồng nghĩa với nó là chi phí cũng bị đội lên rất nhiều. Tác động thứ ba liên quan đến khả năng vung tiền của Bắc Kinh trong tương lai. Virus Corona đã làm tăng trưởng của Trung Quốc trong quý 1 năm 2020 giảm 6,8% GDP trong năm 2019 là 6%. Và thiệt hại này chắc chắn sẽ hạn chế khả năng tài chính của Trung Quốc cho các dự án lớn ở nước ngoài vì Bắc Kinh sẽ phải cân nhắc với những chi phí cho y tế cộng đồng và tái thiết kinh tế trong nước. Đây là hình ảnh biểu đồ cho thấy khoản đầu tư của nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh từ năm 2016 cho đến 2017. Virus Corona có thể khiến các công ty Trung Quốc thay đổi trọng tâm trong tương lai, theo SPH, giám đốc điều hành công ty đầu tư Atlantic Asia ở Singapore đã nói như vậy. Thông tin cho biết thêm, Trung Quốc hiện nay đang cực kỳ căng thẳng về tình trạng hiện tại và các ưu tiên khác như thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời phải chống chọi với tác động y tế và tài chính từ virus Corona. Do đó, các khoản đầu tư của Trung Quốc tại nước ngoài cũng giảm đi rất mạnh. Thực ra, virus Corona chỉ là yếu tố tác động mới trong sáng kiến vành đai và con đường. Trước khi xảy ra dịch, dự án đầy tham vọng này đã bị ảnh hưởng vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chững lại và nhiều ngân hàng bắt đầu giảm tín dụng cho các công trình trong dự án con đường tơ lụa mới. Ngoài ra, công luận Trung Quốc có thể sẽ chỉ trích việc đầu tư ra nước ngoài thay vì chấn hưng kinh tế, đảm bảo đời sống cho người dân trong nước. Viện Doanh nghiệp Mỹ và Viện Heritage vốn theo dõi 3.600 khoản giao dịch nước ngoài của Trung Quốc kể từ năm 2005, phát hiện ra Trung Quốc chỉ đầu tư tổng cộng có 68,4 tỷ đô la trong năm 2019, giảm tới 41% so với năm 2018, là mức thấp nhất trong một thập kỷ. Mức 68,4 tỷ đô la chỉ bằng phân nửa so với mức 124,3 tỷ đô la, mức ước tính chính thức về khoản đầu tư nước ngoài của Bộ Thương mại Trung Quốc. Sắp tới, các chủ nợ Trung Quốc sẽ chỉ có thể tái đàm phán nợ với các nước vay vốn và sẽ không cấp những khoản tín dụng khổng lồ như từng thấy trong quá khứ, ví dụ như dự án lớn về đường sắt, cảng biển hoặc đập thủy điện. Theo nhận định của báo mạng Deutsche Welle vào 17 tháng 4 của bà Kass thuộc văn phòng tư vấn Ruth Group ở New York đã đưa ra thông báo như vậy. Cũng trong một cái nhìn bi quan hơn, virus Vũ Hán có thể đã phá hủy sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc mà người khởi xướng là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, đã có hơn 2.900 dự án được dựng lên kế hoạch và đang được triển khai trên toàn thế giới với tổng giá trị lên tới 3,87 nghìn tỷ đô la. Đây là hình ảnh thành phố cảng Sihanouk ở Campuchia, là nơi có một trong những dự án nổi bật nhất của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, đặc khu kinh tế Sihanouk. Đó là nhận định trong một báo cáo vào ngày 20 tháng 4 của tập đoàn Oxford Business Group, một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh. Mặc dù được cảnh báo đầy đủ vào khoảng giữa tháng 1 rằng virus Vũ Hán sẽ trở thành dịch bệnh trên toàn thế giới, Trung Quốc vẫn ký 33 hiệp định vành đai và con đường với Myanmar để đẩy nhanh hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar. Các dự án mới này bao gồm các tuyến đường sắt và cảng nước sâu tại thành phố của Myanmar nhằm tạo điều kiện cho khu vực Tây Nam của Trung Quốc kết nối với Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, theo tập đoàn Oxford Business Group, khi virus Vũ Hán đã trở thành đại dịch toàn cầu, các quốc gia tham gia vành đai và con đường đã đóng cửa các ngành công nghiệp không thiết yếu và yêu cầu công nhân ở nhà. Bên cạnh đó, một số quốc gia nghèo hơn
đang đình chỉ chi tiêu vào dự án vành đai và con đường của Trung Quốc để ưu tiên các nhu cầu hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, theo chuyên gia tư vấn thuế và kiểm toán Tris đưa ra thông tin như vậy. Cũng theo tập đoàn Oxford Business Group, vành đai và con đường là động lực chính cho sự phát triển cơ sở hạ tầng trong nhóm các quốc gia mới nổi, chiếm 21% dân số toàn cầu, nhưng chỉ chiếm 10% GDP của toàn thế giới. Các nhà kinh tế ước tính rằng 35 quốc gia mới nổi có thể tăng trưởng nhanh gấp đôi so với các quốc gia phát triển, nhưng cảnh báo rằng đầu tư vào các quốc gia này mang đến các cơ hội, lợi nhuận cao, rủi ro cũng rất cao. Cũng theo tập đoàn Oxford Business Group, suy thoái kinh tế do virus Vũ Hán gây ra có thể gia tăng gánh nặng nợ đối với các nền kinh tế đang phát triển và khiến bản thân Trung Quốc phải chịu áp lực về ngân sách. Một số kế hoạch khác được sáng kiến vành đai và con đường chịu tác động từ dịch cúm Vũ Hán rõ ràng hơn như nhà máy nhiệt điện Para tại Bangladesh, công trình dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động thương mại từ đầu tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến Bangladesh lo ngại và tuyên bố hoãn kế hoạch này cùng vài dự án xây dựng khác. Sự bùng phát của virus chết người này đã tạo ra sự trì hoãn và gián đoạn đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, trong tham vọng gây dựng mối quan hệ ngoại giao về kinh tế và ảnh hưởng chính trị lên các nước trên thế giới. Tuy nhiên, có nhận định cho rằng chính sách vành đai và con đường của Trung Quốc là một trong những nguyên nhân của sự lây lan dịch bệnh và tạo ra đại dịch toàn cầu mà trong đó người dân và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Và như vậy thì nên chăng cần phải đặt một tên gọi chính xác hơn dành cho chính sách này, đó là một vành đai, một con đường và một con virus. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 với bản tin Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc gây lây lan virus và phá sản. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de